Kìa cậu Dũng, chợ quê đâu vui bằng chợ tỉnh, mà ngày nào em cũng gặp cậu hoài vậy. Còn một tuần nữa là hết hè rồi, tôi phải lên tỉnh để tiếp tục việc học. Tôi không hiểu tại sao trong những lần về quê tôi lại thích đi những phiên chợ buồn để nhìn cô Tâm ban chầu xanh. Vào những buổi chợ đông có rất đông khách hàng, họ bảo cầu của con là cầu duyên cầu nợ, cầu nên chồng nên vợ. Nên cầu mai tới ngoan em, em cũng xem như khách hàng. Em chỉ bán một loại trầu từ lâu nay nổi tiếng, tuy có hơi mắc tiền nhưng ai cũng thích trầu Bà Điểm. Nhưng tôi tới đây chỉ mua trầu của cô Tâm. Cậu định mua mấy chục mấy trăm, em sẽ lựa toàn lá trầu xanh. Tôi mua cả vườn trầu cô Tâm bán hay không? Trời, cậu mua để làm chi mà mua hết cả một vườn, rồi em lấy trầu đâu gánh ra ngoài chợ để bán cho thiên hạ? Tâm chỉ lo cho người ta, sao không lo cho phận mình à? Cậu Dũng, cậu nói chuyện gì mà tôi chưa kịp hiểu? Tôi nói tôi mua cả vườn trầu là mua luôn người bán. Hả? Mua luôn người bán? Không có chịu làm công, cậu Dũng đừng có hỏi bướng. Tâm hồng bán vườn trầu đâu, cậu đừng có hỏi cho mắc công. Người ta đi buôn đi bán là để kiếm được nhiều tiền. Có dịp mai được người hỏi mua cả vườn trầu, tại sao Thắm chối từ không bán? Cậu Dũng ơi, trong một vườn chầu có nhiều lá sâu, lá vàng, lá ua. Cậu mua về rồi ai trồng tỉa săn sóc lá trầu xanh? Ai ngày ngày thức khuya dậy sớm gánh gồng đi cho kịp sợ trễ khuyên họp chờ? Cho cao ốc mong không nhớ trầu Bà Điểm, cho trai thơm đông không đợi gái thôn đôi. Chẳng muốn kiếm đồng lời, nhưng cậu hỏi mua cả vườn trầu thì Thắm không thể bán. Tội cho phiên chợ buồn tiêu lá trầu xanh. Trai gái chung dùng Bà Điểm hóc môn, mỗi lần đi chợ đều ghé qua hàng cô Thắm. Tên của em như đã nói liền mạch sông, vào lá trầu xanh thắm nghĩa vợ chồng.
Thăm à, nhưng rồi cũng có một ngày nào đó Thăm phải nghĩ đến chuyện chồng con, thì Thăm không còn là cô gái bán trầu xanh, ngày ngày quẩy gánh ngồi ở phiên chợ buồn để nhặt từng đồng từng cắc. Còn lâu lắm Thăm mới nghĩ đến chuyện chồng con, vì Thăm không muốn phiên chợ buồn buồn thêm khi mất Thăm. Có những sự hy sinh mà không cần ai biết đến, có những nỗi thiệt thòi mà không muốn ai hay. 18 xuân rồi mong rơi tầm tay, Thắm cũng không quá vô duyên mà cũng không có người giảm hội. Nhưng mấy đám rồi Thắm đều từ chối, vì không phải chê bai không ý hiệp tâm đầu. Thắm tự với mình như tầm thiếu nở dâu, nhưng kìa cậu Dũng có nghe không tiếng trẻ vừa ca. Một mai pháo đỏ rũ hồng, cô Thắm lấy chồng còn ai bán trầu xanh. Thắm à, có phải vì hai câu ca dao đó mà đời của Thắm bị ràng buộc hay không? Cậu Dũng à, Thắm nghĩ là Thắm không có quyền phủ rẫy lòng thương của bà con lối xóm đã tặng cho Thắm bài ca truyền tụng đó. Tôi biết là Thắm đang mang niềm kiêu hãnh tự dí mình như những anh thư tiết phụ ngày xưa mà. Kìa cậu Dũng, cậu đừng nói vậy chứ. Thắm được tay nhân sùng bãi tôn thờ, chim ngưỡng Thắm bằng một bản hùng ca, thế hệ chi gì? Không, không phải như vậy đâu cậu Dũng. Nhưng Thắm ơi, đó chỉ là tiếng hát nghêu ngao của bầy trẻ thơ trong xóm chờ, chớ không phải là lời vàng son được ghi vào trang sơ muôn đời. Thắm đừng đem tuổi xuân mà gợi gió lưng trời, rồi đôi ba năm sau trầu già lá úa, kỷ phiên chợ chiều ế ẩm người moa, ngồi bên cánh trầu mà nặng trĩu sầu tư. Liệu Thắm còn nghe được những bài ca xưa cũ, hay chỉ còn nghe những lời mãi mỉa của bầy trẻ thơ nơi xóm chờ tiêu điều? Cậu Dũng, sao cậu lo cho Thắm cả chuyện mai sau? Thắm không lấy chồng, Thắm già, Thắm xấu thì mặt Thắm. Cậu bận tâm làm gì một cô gái quê mùa ngồi bán trầu xanh nơi góc chợ? Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lo cho Thắm, hay chính tôi là trai thôn đồi, còn nàng là gái xóm đông. Qua những phiên chợ buồn lầy lội bước chân, tôi cũng chẳng ngại mưa dầm gió bung, đến gặp cô Thắm bán trầu xanh với tình xóm diện quen thuộc. Tuy cổng ngõ xa xôi không cùng chung lối bước, nhưng hai nhà cách nhau chỉ một giường trầu. Chỉ một giường trầu mà đã thấy xa nhau, còn bức tường giai cấp có lẽ suốt đời ngăn cách. Khi đã yêu nhau thì sang hẹn không còn cách biệt, chớ Thắm đừng ngại ngùng
hậu đôi mong đăng. Thắm cảm ơn cậu Dũng, nhưng cậu cho Thắm suy nghĩ một thời gian. Thắm à, còn một tuần nữa tôi lên tỉnh nhập trường rồi, với thời gian đó có đủ để Thắm suy nghĩ mà trả lời dứt khoát được hay không hả Thắm? Chỉ còn một tuần nữa là cậu lên tỉnh rồi à? Phải. Chắc ngày cậu rời quê lên tỉnh chắc có người buồn lắm. Hả? Ai vậy? Cậu Dũng, ngày đó dầu có buôn mai bán đắt đến mấy, Thắm cũng nghĩ một buổi để... Để làm gì? Để được tiễn chân cậu. Hả? Thắm tiễn tôi à? Dạ phải. Thắm muốn được tiễn chân cậu đi một đoạn đường, để trầu xanh thương nhớ chở buồn, rồi lá úa lá vàng như tình cô ban trầu xanh. Nghĩa là Thắm đã yêu anh phải không? Nhớ cao thắm trầu xanh, nguyện bên nhau tha thiết mặn nồng. Dũng ơi đừng có quên em. Thắm ơi anh hứa yêu em, yêu đến trọn đời, dù vật đổi sao dời, tình mình mãi không phai. Anh sẽ về thưa cùng cha mẹ, lo mâm trầu cao đêm giảm ngõ bên nhà. Thắm. Dạ, cậu Dũng gọi em làm chi? Thắm à, đừng gọi anh bằng cậu chi nữa, kêu bằng anh cho nó quen, cho nó thân mật hơn mà. Bị em quen miệng rồi đó. Ha, không ấy anh về chở anh trước đi, để em tập cho quen, rồi cái khi nào anh xuống cái em kêu. Ê, em gọi bằng anh rồi đó. Có cái mặt mắc cỡ kìa. Ba ngày